Bạn muốn mua thẻ Garena với giá cực kỳ ưu đãi hay nhận gaming gear free với giá 0 đồng? Hãy đến với wescan.vn/riaki làm nhiệm vụ để hưởng những ưu đãi này nha. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki Gaming. Ok, thì hôm trước ấy, đợt sinh nhật Free Fire 5 tuổi vừa rồi ấy, thì mình có làm một loạt các cái series liên quan đến nào là lịch sử logo Free Fire này. Đây, giống như cái video mà anh em đang xem ở trên hình đây. Lịch sử 5 năm phát triển logo biểu tượng của Free Fire này. Rồi thì cái top lịch sử ra mắt 23 con pet này, rồi lịch sử 45 nhân vật này. Đấy, rồi lịch sử tất cả các sự kiện sinh nhật này. Đây đấy, đại khái lịch sử của Free Fire. Đấy, rồi lịch sử ra mắt các loại súng này. Đấy, anh em đã thấy mấy cái video lịch sử này tôi chưa? Đấy, lịch sử các thứ này. Đấy. Ok, thì có một số bạn thì cũng có hỏi mình ấy, thế thì làm lịch sử streamer đi. Đấy, mới thông bảo là ôi, lịch sử streamer thì rất là khó. Thực sự thì nếu như mà làm lịch sử về tất cả các streamer của Free Fire Việt Nam thì rất là khó. Mình nghĩ là ở đây chắc là bạn muốn nói lịch sử của sự phát triển các streamer Free Fire ở Việt Nam. Nhưng mà có lẽ là nếu như mà gọi về cái giai đoạn sau này ấy, thì nó hơi khó. Nhưng mình nghĩ là nếu như mà chọn ra top 10 streamer hay là youtuber Free Fire đầu tiên trong Garena Free Fire thì chắc là mình có thể chọn được. Đấy, chắc là mình có thể tìm ra được. Và ok, thì trong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau lướt qua. Đó là top 10 streamer hay là youtuber Free Fire đầu tiên trong Garena Free Fire nhá. Theo trí nhớ của mình nha anh em. Ok, chuyển cam bên này. Để cam bên nào hợp lý hơn nhỉ? Bên này nha. Ok, con dê thì mình sẽ zoom cái màn hình lên một chút để cho anh em dễ nhìn hơn. Ok, đây là kênh của mình. Thì mình nghĩ là người đầu tiên mà trong trí nhớ mình, mà nói chung là youtuber Free Fire đầu tiên, đấy, streamer Free Fire đầu tiên của Việt Nam thì có lẽ đó là Starboy VN. Không biết là dạo này Starboy VN đi đâu rồi, lâu lắm mới tôi không nói chuyện Starboy VN. Đây, kênh đầu tiên đó là Starboy VN với 1,65 triệu người đăng ký. Thì Starboy thì đây là người đầu tiên, tôi có thể khẳng định luôn đây là người đầu tiên làm kênh YouTube về Free Fire. Đấy, và bạn này, cái kênh của bạn này thì tạo từ năm 2012. Và Starboy thì bây giờ bạn ấy lâu rồi bạn không còn chơi Free Fire nữa. Ở đây bạn đang chơi cái game gì đây? Vâng, cái video cuối cùng mà up lên kênh Starboy VN này thì là đã cách đây 1 năm rồi, là chơi trò Play Together. Đấy, một số video. Và cái video cuối cùng mà bạn ấy làm về Free Fire thì đó là OB29. OB29 mà bây giờ thì đã là OB36 rồi. Đấy, tức là lâu lắm rồi Starboy đã không còn chơi Free Fire nữa. Thì Starboy VN ấy là ngày xưa chúng ta gọi là cậu vàng ấy, là một trong những streamer mà có cái kỹ năng chơi rất là tốt, và bạn ấy chơi từ cái lúc mà con game này mới đang ở trong giai đoạn thử nghiệm. Sau này thì hình như Starboy có làm hai con game khác nữa. Đây, có kênh Starboy VN Gaming với 82.600 sub, khá là nhiều. Và Starboy VN Tốc Chiến. Đây, thì Starboy VN là người mà có thể coi là đầu tiên trong Garena Free Fire mà làm YouTuber. Mà tiếc là bây giờ thì Starboy đã không còn làm YouTuber ở Free Fire nữa. Hơi tiếc. Đấy, hơi tiếc. Ôi, bạn ấy có cả kênh của tôi ở trong mục hàng xóm này. Vâng, trong mục hàng xóm này. Ok, thì người đầu tiên nhá, đó chính là Starboy VN. Ngày xưa chúng ta có một cái bộ tứ streamer, đó là chúng ta gọi là Spart 12 ấy, với Starboy VN này. Người thứ hai đó là Sĩ Kẹo. Đấy, Sĩ Kẹo. Sĩ Kẹo cũng là một trong những cái YouTuber streamer Free Fire đầu tiên, và kênh của Sĩ Kẹo. Ui, sao quả video 3 năm kết thúc rồi, trông buồn này. Và kênh của Sĩ Kẹo có 1,82 triệu người đăng ký. Và ngày xưa tôi nhớ Sĩ Kẹo là người dẫn đầu về lượng người đăng ký. Và hình như Sĩ Kẹo là một trong những người đầu tiên lên 1 triệu sub ở trong Garena Free Fire Việt Nam thì phải. Đây là người thứ hai. Và Sĩ Kẹo, kênh của Sĩ Kẹo được tạo vào ngày 22 tháng 7 năm 2017, tức là còn trước khi cả Garena Free Fire ra mắt. Đấy, trước khi Garena Free Fire ra mắt, Sĩ Kẹo một anh chàng khá dễ thương. Và video cuối cùng ở trên kênh này là từ cách đây 1 năm trước rồi. Và video cuối cùng từ cách đây 1 năm trước. Thì ngày xưa Sĩ Kẹo có cái phong cách livestream đấy là vừa livestream vừa tâm sự.
Đấy, vừa livestream vừa tâm sự. Và Xịn Kẹo cũng là một trong những cái bạn mà mình đã từng tiếp xúc ngoài đời rồi. Bạn cũng rất là lễ phép, bạn rất là dễ lễ phép và chịu khó học hỏi. Và sau này thì có lẽ là Xịn Kẹo cũng đạt được đến một cái mức độ nhất định nào đấy, đạt mức độ nhất định nào đấy về thành công trong công việc, và bạn ấy đã không còn tiếp tục làm nội dung liên quan đến Free Fire nữa. Đấy, ở đây cũng có rất nhiều video, và video ở trên kênh của Xịn Kẹo cũng rất là nhiều. Xịn Kẹo cũng làm rất nhiều video luôn, một trong những người làm việc rất chăm chỉ. Video ngày xưa ở Xịn Kẹo cũng có những cái video view rất cao này, 5 triệu này, 5 triệu view cái đấy 4 năm. Ui, 4 năm trước là năm 2018 mà được 5 triệu view thì cũng kinh khủng nhỉ. Tiếp theo rank 4,9 triệu view này, shotgun này. Cái tổng view kênh của Xịn Kẹo cũng rất là cao nhá, là 482 triệu lượt xem ở trên kênh. Dã man, ghê đấy. Và đây là kênh Xịn Kẹo nha anh em nhá. Xịn Kẹo không biết bây giờ Xịn Kẹo còn làm gì rồi. Và bây giờ tôi cũng không biết là Xịn Kẹo bây giờ đang làm gì, lâu lắm rồi cũng không có sự liên lạc. Người thứ ba rất nổi tiếng đấy là AS Mobile, AS Mobile thì bây giờ vẫn làm Free Fire. AS Mobile bây giờ vẫn làm. AS Mobile là có thể coi là người YouTuber streamer thành công nhất, bởi vì sau khi mà đạt là người đạt đến triệu sub này, xong là người đầu tiên đạt là 2 triệu sub này, xong rồi đạt tới 5 triệu, năm bây giờ 5,49 triệu người đăng ký, tức là được một nửa cái nút kim cương. Thì thậm chí là AS Mobile còn lập ra team Heavy này, lập ra tổ chức Heavy này, xong rồi đợt vừa rồi tôi thấy AS Mobile cũng lập ra thêm một cái tổ chức nữa, xong rồi còn lấy vợ nữa. Và cực kỳ thành công. Chúng ta thường hay gọi AS Mobile là chủ tịch, và ngay từ hồi đấy đến giờ thì AS Mobile vẫn sử dụng cái avatar này. Đấy, vẫn sử dụng cái avatar kênh này. AS Mobile có rất nhiều kênh. Đấy, AS Mobile streamer với 1,08 triệu người đăng ký này. AS Mobile Vlog 1,49 triệu này. AS Mobile Gamer 334.000 này. Heavy 1,16 triệu này. Uầy, dã man. Và bây giờ thì AS Mobile còn làm rất là nhiều những cái video về ngày về daily vlog. Đấy, rồi làm cả phim này. Uầy, làm cả phim chất luôn. Tôi cũng nói thật là tôi cũng chưa xem, chưa thời gian để xem. Đấy, kênh của AS Mobile rất phát triển. AS Mobile bây giờ AS Mobile còn làm cả các video short nữa này. Trông mặt tếu ấy, trông mặt tếu ấy trưởng. Trông mặt tếu phết này. AS Mobile, và kênh của AS Mobile thì rất kinh khủng. Thậm chí là kênh này của AS Mobile còn được tạo từ trước khi Free Fire ra đời rất lâu. Kênh này được tạo năm 2014 cơ. Tức là trước khi mà làm YouTuber Free Fire thì AS Mobile đã làm một số những tựa game khác rồi, mình nhớ như vậy. Và kênh này của AS Mobile được tới 2,1 tỷ lượt người xem. Dã man được 2,1 tỷ lượt xem ạ. Nếu mà nói chính xác thì AS Mobile là một trong những người đóng góp rất lớn vào sự thành công của Free Fire ở Việt Nam. Đấy, và bây giờ thì AS Mobile còn có rất nhiều các bạn này. Ui, mấy bạn ấy xinh ấy. Ok, thì ở đây chúng ta sẽ có, đó là người thứ ba AS Mobile, một game thủ rất lâu đời. Và một trong những điều tuyệt vời là đến thời điểm hiện tại thì AS Mobile vẫn làm video về Free Fire. Vẫn làm video Free Fire mà vẫn còn lượng view rất là lớn đây này. Và lượng view rất là lớn, thử thách nút hòm đồ tiếp tế, rồi các thứ. AS Mobile bây giờ thì chuyển qua làm nội dung Shorts, tại vì thật ra bây giờ mọi người xem nội dung Shorts là nhiều. Rất là xịn sò con bò, rất xịn sò luôn. Người thứ tư thì mình nghĩ là có lẽ là nhiều anh em trên kênh Riaki Gaming có lẽ là không biết đến bạn này. Thì đó là PNV. Đấy, Phan Nam Vũ Free Fire. Phan Nam Vũ, đây PNV. PNV Gaming thì PNV đây, thậm chí AS Mobile còn có một cái video là gặp thánh PNV đến từ sao Hỏa. Và ngày xưa thì PNV, đây PNV là anh chàng này. Và PNV là một trong những cái game thủ mà có cái mức độ hài hước ở trong content cực kỳ cao. Đấy, cực kỳ cao luôn. Ở đây là kênh PNV Gaming, nhưng thực ra kênh cũ bạn ấy là PNV Official Phan Nam Vũ. Ở đây thì bạn chỉ còn giữ lại hai video thôi, tại vì hồi xưa ấy thì là bạn ấy có một cái drama nên là các cái video cũ bạn ấy như bạn ẩn đi hết rồi. Nhưng mà phải nói rằng là những cái video của PNV này xem rất là thú vị, cực kỳ buồn cười luôn. Đấy, mấy cái video hồi xưa bạn ấy có một cái series tên là Tỷ Kiểu Chết Nhảm ấy, hay Tỷ Kiểu Chết Ngu ấy, tôi nhớ như vậy, rất là hay. Đấy, rất là hay luôn. Đấy, nhưng mà bây giờ thì bạn ấy cũng đã không còn hoạt động ở trên cái lĩnh vực này nữa. Bạn này thì là một bạn người Việt Nam mà bạn ấy sống nước ngoài. Bạn sống nước ngoài luôn. Đấy, bạn ấy có là một cái kênh về một số những con game khác, nhưng mà có vẻ như là cũng đã drop rồi. Có lẽ là công việc học hành các thứ nó cũng khá là vất vả.
nên là khiến cho PNV không thể theo đuổi con đường làm YouTuber này. Các bạn tôi nhớ là PNV này cũng là kiểu con chủ tịch các thứ đấy anh em ạ, và cũng là con chủ tịch các kiểu đấy. Một kỷ niệm dành cho cộng đồng Free Fire Việt Nam. Ok, người thứ tư, người thứ năm thì đấy là Chi Chi Gaming. Và hồi xưa có một cái bạn làm tên là Chi Chi Gaming. À đây, Chi Chi Gaming, anh em biết kênh Chi Chi này của ai không? Chính là của Heavy Anh For. Đây, chính là của Heavy Anh For, nhưng mà đây là cái kênh đầu tiên của anh For, là kênh Chi Chi Gaming. Kênh này lấy cái hình mặt con Kelly, một cái artbook đời đầu bên Ghana Free Fire. Thì Chi Chi Gaming đấy lại còn bóp ré Starboy nữa. Chi Chi Gaming thì bạn này cũng làm từ khá lâu, có những video view rất cao này, 758.000 view này, và quá ghê. Ở thời điểm cách đây 3 năm thì là rất là cao. Ở đây chúng ta nhìn thấy có ở Guild Gaming nữa này, có ở Guild này, nhưng mà thực ra thì Guild không phải là nằm trong top 10. Guild Gaming không phải nằm trong top 10 những người đầu tiên, theo tôi nhớ như vậy. Đấy, và kênh này của Chi Chi thì lúc đấy mới được 8 triệu view, khá là ít. Thì sau đấy thì Chi Chi bắt đầu làm kênh từ ngày 7 tháng 1 năm 2018. Mùng 7 tháng 1 năm 2018 nha anh em nhá. Và sau này thì Chi Chi làm bỏ cái kênh Chi Chi này, bạn ấy chuyển qua làm kênh Anh For. Thì coi như là đến bây giờ thì bạn ấy vẫn tồn tại, vẫn làm, đây, vẫn làm kênh này, Leo Thách Đấu này, vẫn làm kênh cái đây một ngày này. Đấy, view rất ổn luôn và rất là gắn bó với game Free Fire, và cũng có một lượng fan. Đây, đến năm đầu năm 2019 thì bạn ấy làm kênh Anh For, anh da đen, khá hay. Ok, thì đấy là người thứ năm. Đấy, người thứ năm thì nhiều người không biết là anh For là một trong những streamer từ đời đầu đâu. Ok, người thứ năm, người thứ sáu đi. Người thứ sáu danh sách này thì theo mình đấy sẽ là Game Củ Tạ. Đấy, Game Củ Tạ, một người bạn, một người em của tôi. Thì kênh của Game Củ Tạ là đạt được 1,12 triệu người đăng ký. Và Game Củ Tạ cũng là một trong những bạn mà thường xuyên làm những cái nội dung mà review in game. Bây giờ thì Game Củ Tạ cũng không dành nhiều thời gian làm YouTube nữa thì phải, vì bây giờ bạn đã có một công việc rất là ổn định rồi. Game Củ Tạ cũng có những cái video rất là nổi bật này, 2 triệu view này, so sánh vũ khí của Free Fire với PUBG này. Và được thật sự ạ, một số đây Game Củ Tạ đây. Lâu lắm ấy tôi cũng không gặp. À, tôi mới gặp Game Củ Tạ cái đây khoảng tháng rưỡi 2 tháng. Tôi mới gặp ở cái đây khoảng tháng rưỡi 2 tháng. Đấy là tôi với Game Củ Tạ đi ăn cùng với trong một nhóm bạn. Đây, bạn ấy cũng có đặt cái kênh của tôi đề xuất đây, Rikaki Gaming đây. Đấy, thì kênh của Game Củ Tạ này thì cái kênh ấy thì được tạo cũng khá sớm, là tạo từ năm 2014. Đấy, cái kênh thì tạo khá sớm, nhưng mà bạn này thì đến 2018 thì mới bắt đầu làm YouTuber. Thì đây là người thứ 6. Đây là người thứ 6 làm YouTuber của Free Fire. Bạn này bạn làm YouTuber từ khá sớm ấy, tôi nhớ là từ khoảng tháng 4, tháng 5 thì đấy, năm 2018 thì phải. Người tiếp theo cũng bắt đầu khá sớm thì mình nhớ là Lão Gió. Đây, Lão Gió thử thách chỉ dùng súng trong nhà ma lấy top 1 rank huyền thoại. À, Lão Gió như vậy là Lão Gió vẫn còn tiếp tục làm Free Fire. Và lâu lắm thì tôi cũng không làm không gặp Lão Gió. Lão Gió từng đóng với tôi một cái clip quảng bá cho cái bộ Thiên Hồ trong Ghana Free Fire, cái bộ mà phải ra ngoài đường ngủ anh em. Ok, Lão Gió và đây là kênh Lão Gió BMG. Cái này chắc là bạn ấy chơi Blockman Go à? Cũng là một game mới ở bên Ghana Free Fire mới phát hành. Đây là kênh Lão Gió BMG. Đấy, Lão Gió BMG, và Lão Gió là một trong những bạn mà làm khá sớm trong Ghana Free Fire. Ok, quay trở lại kênh Lão Gió kia làm nào được. Đấy, quay lại kênh Lão Gió kia. Đây là kênh Lão Gió gốc này. Bạn này thì có một cái logo rất là nổi bật, và bạn này thì vẫn duy trì làm ít nhất là một vài video Free Fire, mặc dù là bây giờ thì cũng không, có lẽ không như ngày xưa nữa. Đấy, nhưng mà cũng vẫn là rất đam mê Free Fire, thực sự như vậy. Nói chung là đến tầm này sau 3-4 năm thì vẫn còn làm được video Free Fire đều là rất là đáng quý rồi. Thì kênh Lão Gió này là ra đời vào 16 tháng 10 năm 2017, rất là sớm luôn. Cái thời điểm này là Free Fire còn chưa chính thức ra mắt cơ. Cái thời điểm này là Free Fire đến tận tháng 11 năm 2017 thì mới chính thức ra mắt phiên bản đầu tiên. Tôi nhớ là ngày chính thức phát hành thì là ngày 14 tháng 12. Còn trước đấy thì khoảng tháng 11 là chạy cái Close Beta 2, tức là Close Beta cuối cùng trước khi ra mắt OB1. Đấy, tức là kênh bạn này đã tạo từ 16 tháng 10 năm 2017, tức là cũng rất là sớm. Thì Lão Gió thì có một bạn thân nữa là Mildy Game. Đây, Mildy Game ấy, chúng ta đây bạn Mildy Game. Mildy Game cũng là một trong những YouTuber làm Free Fire tương đối sớm. Đấy, kênh Mildy Game ở tháng 3 năm 2018.
tháng 3 năm 2018 ấy này, và làm rất sớm luôn. Và Mewdy Game thì là một thành viên cũng ở quân đoàn ITB. Và Mewdy Game bây giờ vẫn còn làm FIFA này. Đấy, bạn ấy vẫn còn làm các video FIFA này. Và bỏ ra 50k, bất ngờ thấy nick có 30.000 kim KC. Và KKKC. Đây, bạn này thì ngày xưa thì Mewdy Game làm một số những cái mẹo cày rank để riết các thứ. Và Mewdy Game mới lấy ở vợ rồi này. Và Mewdy Game mới lấy vợ rồi này. Và được thật sự anh em ạ. Mewdy Game chắc là bây giờ cuộc sống cũng đã ổn định rồi, lâu lắm tôi cũng không nói chuyện hay là gặp gỡ các mấy bạn này. Hồi xưa là hay gặp Mewdy Game và Lão Só trong mấy sự kiện đi FIFA, đi hoạt động FIFA. Ok, người tiếp theo là ai ta? Chúng ta đến Lão Só, Mewdy Game, chúng ta được 8 người rồi. Người tiếp theo thì mình nghĩ đó là Mạnh TG. Mạnh TG, một trong những game thủ gọi là làm highlight đời đầu của FIFA. Mạnh TG, sao Mạnh TG có mặt nam lầy này, đây là Mạnh TG nam lầy. Và Mạnh TG, nhầm, không phải Mạnh TG này. Và Mạnh TG này là Mạnh TG khác, Mạnh TG FIFA cơ. Mạnh TG FIFA cơ, hình như là kênh này. Ồ, kênh nào ta? Và cái kênh Mạnh TG FIFA đi đâu rồi ta? Và ôi trời ơi, và Mạnh TG FIFA, chẳng biết bây giờ kênh Mạnh TG Free Fire còn tồn tại không. Và hình như là kênh đó đã bay màu rồi anh em ạ. Và tôi không biết sao, nhưng mà không biết bây giờ kênh Mạnh TG còn... À đây, Mạnh TG Free Fire đây. What, sao đấy chỉ còn có... À đây là kênh Pha Kè à? Đấy, ngày xưa có kênh của Mạnh TG Free Fire là có cái logo này này. Và bây giờ thì mình đang không tìm thấy kênh của Mạnh TG nữa. Một kênh mà có rất là nhiều cái video highlight bắn M79 rất là hay. Đấy, bắn M79 các thứ rất là đỉnh luôn. Đấy, ví dụ Mạnh TG thần đồng AWM. Nhưng mà kênh Mạnh TG đi đâu rồi ta? Và ai còn nhớ về Mạnh TG thì có thể tìm kênh của Mạnh TG nhá. Và có một người nữa cũng tên là Mạnh mà cũng làm YouTuber khá sớm, đấy chính là Mạnh Funky, ma gaming ngày xưa này anh em. Mạnh Funky cũng làm rất là sớm nhá. Mạnh Funky, cái kênh của Mạnh Funky làm YouTuber cũng cùng cái đợt của Mạnh TG đấy, sau đợt Mạnh TG một chút. Đấy, tôi nhớ là Mạnh Funky cũng là thuộc dạng YouTuber đời đầu, nhưng bây giờ thì bạn ấy theo đuổi con đường làm game thủ chuyên nghiệp ở HQ Esports. Thế nên là lần cuối mà bạn livestream ở trên cái kênh này cách đây là 1 năm rồi. Và 1 năm nay cũng không có một hoạt động gì trên kênh này nữa, khá là buồn nhỉ. Và rất nhiều người cũng đã không còn gắn bó làm content FIFA ở trên mạng nữa. Người tiếp theo mà mình nhớ mà cũng làm rất sớm đấy là Thành Trần Polo. Đấy, lâu lắm mấy tụi không nói chuyện Polo. Polo này có cái avatar hình mặt con trồn. Đấy, Polo thì bây giờ còn làm không? Polo 4 video cuối cùng được cách đây 4 tháng rồi. Và Thành Trần Polo cũng có gần 1 triệu sub, có 902.000 người đăng ký. Kênh của Polo này content các cái pha bắn rất là hay, rất là ảo. Thành Trần Polo sau này thì có thêm kênh Cú Tứ nữa. Cú Tứ C4 Gaming ấy thì cũng làm về highlight các kiểu. Đấy, thì cũng rất là hay. Đây, có kênh Polo Streamer này. Đấy, kênh Polo Streamer thì lần cuối cùng đăng video là cái đến 5 tháng. Không biết là có lẽ là bây giờ Thành cũng không biết là còn làm hay không. Và những kênh của Thành Polo này nội dung cũng rất là hay. Cũng rất là hay. Và thực sự là khá là đáng tiếc khi mà bây giờ không còn thấy cái kênh này đăng thêm video nữa. Thì không biết là bây giờ Thành Trần Polo còn làm ở kênh nào khác hay không. Đấy, có những cái video đấy, huyền thoại rank tử chiến này, hành trình từ đồng lên huyền thoại Polo 2,8 triệu sub. Đấy, wow, và đỉnh thật sự ạ. Và Thành Trần Polo và kênh Polo Streamer. Thì Thành Trần Polo này ngày xưa là cũng tôi nhớ là có live stream cũng khá nhiều, của bạn này bắn rất hay, nên là cái live stream bạn ấy cũng rất là hấp dẫn. Đấy, thì chúng ta cũng đã điểm qua được 10 cái YouTuber mà theo mình đấy chính là 10 YouTuber đầu tiên của Free Fire. Đây, cái kênh của bạn này là ngày 1 tháng 1 năm 2018. Đấy, lại bảo sai đi. Đấy, 1 tháng 1 năm 2018. Và thực sự thì kênh này đi vào hoạt động từ ngày 28 tháng 5 này, năm 2018 này, cái tầm mà trước tháng 6 năm 2018 ấy, thì đúng là có rất ít các YouTuber. Lúc ấy YouTuber ở Free Fire chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Còn bây giờ nếu như mà tính cả YouTuber, cả TikToker ở Free Fire chắc là lên con số khoảng vài trăm vài nghìn gì đấy. Đấy, chắc là vài trăm vài nghìn gì đấy. Ok,
và một trong những YouTuber mà cũng có thể coi là đầu đấy chính là Riaki Gaming. Đùa thôi, mình không phải là trong top 10 YouTuber đầu được, tại vì là đến tận tháng 10 năm 2018 thì mình mới bắt đầu làm kênh và mới có những cái video đầu tiên về Free Fire ở trên kênh Riaki Gaming. Đấy, thì nói chung là cũng là một cái kỷ niệm rất là vui và gắn bó, đã qua 4-5 năm rồi. Vâng, từ 2018 giờ 4 năm làm YouTube rồi. Và thi thoảng ngồi nhìn lại thì mình cũng chúc cho các bạn YouTuber đời đầu Free Fire, thì cho dù bây giờ các bạn có đang làm công việc gì nữa thì cũng chúc các bạn có sức khỏe, có cho mình những sự thành công trong những lĩnh vực mà mình đang theo đuổi. Ok, thì như vậy là trong video này thì mình cũng đã giải đáp cái yêu cầu rất nhiều bạn, đấy là tìm hiểu về top 10 YouTuber đầu tiên trong Ghana Free Fire là những ai, thì mình cũng đã có hé lộ cho anh em rồi. Anh em đừng quên là để lại cho mình một like và subscribe nha. Và nếu mà anh em nào mà muốn xem một số những cái video mà liên quan đến đời sống của Riaki Gaming, tụi đi ăn đi chơi nọ kia ấy, thì các bạn có thể follow kênh Riaki Vlog nhá. Thì kênh này mình hay post những nội dung đi ăn đi chơi, hoặc là ví dụ các bạn mà yêu thích các cái mẫu, các cái loại mô hình đấy, đồ chơi, thì mình cũng là những người sưu tầm mô hình này, bảy viên ngọc rồng các kiểu này đấy, YouTube cái gì Kimetsu no Yaiba này đấy, ví dụ thế, thì anh em có thể theo dõi kênh Riaki Vlog nha. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại anh em trong video sau. Ui, tôi làm được 3.632 video trên kênh Riaki Gaming rồi ạ, dã man. Ok, bye bye, chúc anh em có một ngày vui vẻ.